Đấu La Đại Lục phần 2 tập 431, tam hợp thể, võ hồn tam hợp kỹ, tuyệt thế đường môn. Là sao Vũ Hạo trở lại, trong áo dường như là có cái gì đó. Đây, ăn đi. Vũ Hạo đưa cho nàng một vài trái cây màu tím. Tử quảng càng tròn, to bằng nắm tay đứa nhỏ, vóc láng bóng như là có nước lưu chuyển, trong suốt mà là sáng sáng. Vũ Hạo liền nói, ăn lương khô nhiều dễ ngán. Từ quả này một vị rất là ngọt ngọt, dinh dưỡng tốt. Lúc này ta mới là phát hiện ra. Thu Nhi tỉnh người, cầm lấy một quả cắn một miếng. Một vị chua khiến cho nàng suýt lắm nhè ra, hừ một tiếng, đôi mắt nhìn hắn hơi là có vẻ hờn dỗi. Vũ Hạo vẫn là mỉm cười, ánh mắt tỏ vẻ là không mấy thất vọng. Quả nhiên thì sự hờn dỗi của Thu Nhi liền là biến mất. Từ quả mùi vị rất là lạ, mới là cắn vào thì là chua, nhưng mà lát sau lại là ngọt ngọt thơm ngát, cảm giác sảng khoái đẩy lùi là mệt mỏi. Vũ Hạo cười rồi nói, ngày trước ta học lão sư từng nói, từ quả như là nhân sinh, có chua có ngọt, sao ngon chứ? Thu Nhi chừng mắt như là đang giận, ta chỉ thích ăn thịt thôi, với ta mà nói thịt là số 1. Tuy miệng nói như vậy nhưng tay cũng là không khách khí thò vào đống từ quả lấy ăn, ăn ngon lành. Vũ Hạo mỉm cười, cũng là không chọc kẹo gì, cũng ngồi bên cạnh lấy ăn. Lát sau hắn để lại dành ra mấy quả, dùng một cái khăn bọc lái để dành cho làng sao. Thu Nhi cất giọng rồi hỏi, ừ, Đông Nhi còn chưa bao giờ được ăn quả này, đáng tiếc mọi người cũng là không có ở đây để ăn thứ. Vũ Hạo trả lời, có đồ ngon sao hắn lại là quên Đông Nhi được. Bất chợt kim quang lóe lên, cảm giác nguy hiểm là thình lình xuất hiện ra. Vũ Hạo phản xạ nhảy ra, một tiếng phụt vang lên, cái bọc từ quả trong tay của hắn là bị luồng kim quang đâm thủng, từ quả tàn lát rơi ra. Ngươi làm cái gì vậy? Vũ Hạo nổi giận quát lên. Thu Nhi hất mặt, thần sắc là lãnh ngạo, đồ ăn ta từng liếm không được để cho người khác ăn. Ngươi là đồ điên khùng. Vũ Hạo siết chặt hai tay, nhìn đám chất lỏng trên đất, cô lén xúc động là muốn chiến với làng một trận. Thu Nhi ngạo nghễ rồi nói, không phục thì làng cứ lên, bất quá làng có thắng ta cũng là không thể lấy lại quả tự này đâu. Vũ Hạo hai mắt là sáng quắc, trầm giọng rồi nói, đợi trở về học viện, sớm muộn gì cũng là thỉnh giáo nhà ngươi. Vũ Hạo lúc này xoay người, không nghỉ ngơi nữa mà tiếp tục chạy đi. Chẳng thể nào ngờ được đó là sắt cánh chiến đấu sinh tử lại là đột ngột phá hoại như thế này, bất giác quan hệ với làng nào xấu đi rất là nhiều. Thu Nhi nhìn thấy hắn cũng là đùng đùng bỏ đi, bất chợt cảm thấy là cô đơn, nhìn đám chất lỏng trên mặt đất, mấp máy lẩm bẩm, cầm Hoàng Kim Long Thương đuổi theo Vũ Hạo. Trải qua chuyện đó, cả hai vốn là ít nói lại là càng hiếm. Vũ Hạo là tập trung dò đường, Thu Nhi là yên lặng đi theo. Trời dần dần tối. Ban đêm tình đấu đại xâm lâm cũng là càng thêm nguy hiểm, luôn luôn có hồn thú sinh hoạt ở trong bóng tối, nhưng mà với hồn sư thì là ban đêm luôn là khiến cho họ mệt mỏi. Chạy theo ký hiệu, khoảng cách đến chỗ đồng đội đã là không còn nữa rồi, nhưng vẫn là chưa thấy bóng dáng. Đồng đội cũng là không đi sâu vào rừng nữa mà là đi vòng quanh để tìm kiếm, mà theo tốc độ của bọn họ cho thấy rất là vội vàng, chỉ cần họ chậm lại một chút là có lẽ hắn sẽ là bắt kịp. Ta mệt rồi, Thu Nhi đột nhiên là cất tiếng. Vũ Hạo dừng bước, quay lại nhìn nàng. Chơi cả buổi hắn đã là bình tĩnh lại. Vậy nghỉ một lát đi, mọi người đang lóng lòng tìm chúng ta, tối nay họ sẽ là cũng sẽ nghỉ ngơi. Chúng ta nghĩ là khoảng một thời gian rồi là phải đi tiếp, nhất định là đêm nay phải là tìm ra bọn họ, nếu không sáng mai họ lại khởi hành thì là càng khó bắt kịp. Thu Nhi gật đầu đồng ý. Hai người ngồi xuống, Vũ Hạo lại là đưa bánh cho Thu Nhi. Thu Nhi liền nói, ta làm hư tự quả của ngươi, ngươi lại là đưa thức ăn cho ta hay sao? Vũ Hạo liền nói, không phải là con nít, đừng có mà cáu kỉnh như thế. Thu Nhi giật mình, làng hơn hắn 2 tuổi, thế mà lại là có cảm giác như là bị càng cả giáo huấn vậy. Nhìn Vũ Hạo, làng muốn bật lái, nhưng mà dựa vào cái gì mà quản ta đấy, nhưng mà kiềm lại là không nói gì. Vũ Hạo liền nói, nghe ăn xong thì là màu tìm bình tưởng, sau đó là đến lượt của ta. Hắn vừa ăn vừa là duy trì tinh thần tham chắc để cảnh giới xung quanh. Thu Nhi ăn mà là cảm thấy hối hận vì là hành vi xúc động của mình. Làng thấy rõ ràng quan hệ của nàng với hắn vì là một thương kia mà là trở lên bất hóa. Thế thì sao, chuyện gì ta muốn thì là ta làm. Kiêu ngạo cố chấp, đó là tính cách của Thu Nhi. Làng thậm chí là còn muốn lém luôn cả cái bánh trong tay, quay qua cãi lộn với Vũ Hạo. Nhưng bất giác lại nhớ đến đôi mắt đẫm lệ của hắn khi mà kể lại chuyện của mẫu thần năm xưa. Kiêu ngạo tan biến, cái bánh lướng vẫn là nhà sáu sáu, ánh mắt Thu Nhi mờ mịt. Cẩn thận đó, thình lình Vũ Hạo lại cất tiếng, sự tinh thần cộng hưởng chia sẻ cho Thu Nhi. Thu Nhi lập tức là bật dậy, lắm chặt lấy khoảng kim thương. Ba con hồn thú loại sói đang lao tới với tốc độ kinh người. Ba con hồn thú kia là cao hơn 5 mét, vai cao chừng là 1,5 mét, hình thể là to lớn này chỉ là thường thấy ở trong loài sư, hổ báo. Sự xuất hiện ra trong loài sói thật là hiếm thấy. Biến chủng, Vũ Hạo là lên, quang hoàn là màu trắng từ cơ thể phóng ra, chính là quần thể suy nhược. giải thích linh tinh ở lên bỏ đi. Vũ Hạo cũng là đúng lúc phóng ra hồn kỹ suy nhược bao trùm ba con sói khổng lồ. Ba con sói không hề bị quần thể suy nhược hù dọa, mà ngược lại là bị chọc giận lên. Hào quang màu tím từ cơ thể của nó sáng chói, hai chân sờ trước lên, nó đứng thẳng người. Hành động của điền cho Vũ Hạo là hoảng sợ. Thân hình của ba con sói đứng thẳng dậy, đây là có chút sống người, nhưng vẫn là cái đầu của con sói. Không hiểu rõ đối thủ là đáng sợ nhất. Hai con sói kia cũng là càng đứng thẳng dậy, thân hình xem như là con sói đầu. Là hồn thú biến chủng của sói và vượn, Thu Nhi bình tĩnh phán đoán. Vũ Hạo giật mình cũng là có trách. Ba con hồn thú kỳ dị này hắn cũng là cùng một mẹ, giống nhau cực kỳ. Ba con lang viên này không lóng lẩy tấn công, chậm rãi bao vây hai người. Vượn và sói là hai loài có trí tuệ khá là tốt. Hồn thú như thế chính là khó giải quyết nhất. Vũ Hạo và Thu Nhi đứng sát vào nhau. Ba con sói ít nhất là cũng là vạn năm, không thể là sơ ý. Đột nhiên, lang viên trước mặt là hành động, khí tưng hắc ám từ cơ thể của nó lan ra, một luồng bọt khí hắc tử là nhanh chóng kéo tới vị trí của hai người. Hồn khí thuộc tính hắc ám, Thu Nhi khẽ quát, mắt thấy là bọt khí hắc tử sắp lan tới, chân phải là liệm dẫm mạnh tới trước, khí lãnh kim sắc cũng là khủng bố phóng ra. Một cước cường đái, chấn động đánh thẳng tới, không hề ảnh hưởng đến Vũ Hạo ở bên cạnh. Bọt khí hắc tử là bị chấn động ảo ảo tan đi, nhưng mà vẫn là liên tục không ngừng lan tới. Hoàng Kim Long thương dơ lên cao, long ngâm vàng vọng, sáu huân hoàn dâng lên, hào quang thứ nhất lấp lánh, một tầng kim sắc bao trùm cơ thể của Thu Nhi. Hồn kỹ thứ nhất Hoàng Kim Long Thế, chân phải là dẫm đất, Thu Nhi nhảy ra, mục tiêu lao thẳng đến là lang viên trước mặt. Hoàng Kim Long thương đâm tới đôi mắt. Ngay lúc đó thì hai con lang viên kia cũng là hành động, lao tới tấn công Vũ Hạo. Vũ Hạo ánh mắt là lóe sáng, thi triển ra quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng tiến lên theo Thu Nhi. Bọt khí hắn thắc tử đã là bị hồn lực của hắn phá tan rồi. Thân đang là giữa không trung, một tầng băng tinh hiện ra bao phủ, băng hoàng hộ thể, năm hồn hoàn một đỏ bốn cam quấn là dâng lên. Một tầng sáng mang theo khí lạnh vô biên quét ngang thân thể của hai con lang viên đế kiếm, băng cực vô song. Một kiếm chém ngang, Vũ Hạo lắc cổ tay một chút, đế kiếm tìm tới cổ họng của hai con lang viên, khiến cho chúng nó khựng lại. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú, hắn tin cậy Thu Nhi sẽ là giải quyết được con lang viên trước mặt, nên là tận sức chống đỡ với hai con còn lại, cho nàng một chút thời gian, tránh để cho bọn nó phối hợp ba về đánh hai. Hai lang viên đều là khựng lại, chúng đều là có một cảm giác như nhau, nếu mà nhích tới một chút, cổ họng sẽ là bị cắt đứt, cho dù là không đứt thì là phải cái lạnh cũng là vô cùng là khiến cho nó đóng băng. Thế nhưng bất ngờ đế kiếm xẹt ngang qua thân thể của chúng, bọn chúng cũng là cùng lúc biến mất. Không ổn rồi, Vũ Hạo thầm than. Tinh thần tham trác không dự đoán được hành động của đối phương, hắn cũng là không biết nhiều về lang viên, không ngờ chúng có hồn kỹ thuấn gì. Vũ Hạo không chút so dự nhảy lùi lại lộn vòng xoay người. Quả nhiên là như hắn đoán, hai lang viên kia sẽ là lé xong đế kiếm liền là chui ra sau lưng hắn phối hợp với lang viên còn lại 3 vs 1 về cổng Thu Nhi. Thu Nhi đang đâm tới con lang viên kia, nhưng mà tốc độ quá nhanh, nháy mắt là nhảy lùi tránh khỏi Hoàng Kim Long Thương. Lúc mà cùng lúc đó, thân thể nó nhoáng lên, hai ảo ảnh giống như là nhiều đúc hiện ra, hồn kỹ này giống hệt như là U Linh Lang. Vậy chắc chắn bọn lang viên này có cùng huyết thống với U Linh Lang rồi. Hai con U Linh Lang lao lên chặn công kích của Thu Nhi, Hoàng Kim Long Thương đâm tới liên tiếp cả nghìn thương, hai ảo ảnh U Linh Lang nháy mắt là bị xé nát. Nhưng mà phía sau của nàng, hai con lang viên kia đã là áp tới, cũng vừa lúc con mắt sông lên, ba con lang viên cực kỳ là ăn ý phối hợp tấn công, mỗi con đều là phát ra hào quang hắc tử mãnh liệt. Ba cái quang ảnh hắc tử như là tia chớp bắn tới Thu Nhi. Thu Nhi lúc này gầm lên, long ngầm rõ là to, ảo ảnh Hoàng Kim Long xuất hiện ra, thân thể như là mặt trời bốc cháy, hồn kỹ thứ hai long lực, thân hình xoay tròn, Hoàng Kim Long thương ngang nhiên là đầm xuống mặt đất. Hồn hoàn thứ tư là lóe sáng, đầu sống to lên, lướt lấy thân thể của Thu Nhi, một vụ lồ cực mạnh bùng phát. Âm một tiếng, vụ lồ kịch liệt xé toang ba quang ảnh hắc ám, từ trong phạm vi là 20 m, cắt bay đá cháy. Nhưng mà ngay lúc đó, ba con lang viên liền là biến mất, không hề chịu ảnh hưởng của hồn kỹ thứ tư Hoàng Kim Long Bạo. Lúc nó xuất hiện lại, đã là nhanh chóng bao vây Vũ Hạo rồi. Ba con lang viên dưới chân chúng nó sáng lên một cái vòng hắc tử sắc, nhanh chóng mở rộng ra. Khi mà ba vòng trùng nhau, Vũ Hạo cũng là đã dừng ngay ở chính giữa. Phút chốc Vũ Hạo cảm thấy thân thể bị đè nén dữ dội, hô lưng cứng đờm là áp lực khủng bố từ là không trung như là muốn bắt hắn quỳ xuống váy. Thân thể ba con lang viên đều đã là biến thành hắc tử trong suốt, xương hắc tử là bốc lên, vòng hắc tử trên đất cũng là sáng rực, cố định Vũ Hạo ở trong đó. Không ổn rồi, đây chẳng lẽ là thứ trong truyền thuyết mới xuất hiện ra tam hợp thể, võ hồn tam hợp kỹ. Thông thường có hai loại võ hồn dung hợp kỹ, một là nhiều hồn sư có đặc điểm võ hồn hỗ trợ lẫn nhau sinh ra kỹ năng, còn một loại chính là dung hợp hoàn toàn, võ hồn và thân thể dung hóa hoàn toàn, sinh ra sức mạnh cường đại, công kích cường hãn. Loại đó thường chỉ là xuất hiện ra trên hai hồn sư. Tư liệu học viện Sở Lén Các từng ghi chép một võ hồn tam hợp kỹ, đó chính là ba người sáng lập ra học viện Phấn Lan Đức, Liễu Nhị Long đại sư tạo thành Hoàng Kim Thiết Tam Giáp, chiêu gọi Hoàng Kim Thánh Long. Ngoại trừ ba người đó ra, lịch sử xưa này chưa từng thấy ai khác. Thế nhưng lúc này, lắc lừng siêu cấp huyền thoại đó lại là do ba con hồn thú chi chiến, hoàn toàn là bắt nhốt Vũ Hạo ở trong đó. Lúc này Vũ Hạo là cảm giác mình như là cá làm trên thớt, hô hấp là khó khăn, áp lực cường đại hoàn toàn là áp chế tinh thần lực lẫn là hồn lực, cả vận mệnh nhãn cũng là không mở ra được. Tam hợp thể tăng phúc bội phấn, thân thể của Vũ Hạo như là muốn tan chảy ra. Thu Nhi cũng là hoảng hốt, là không biết thông tin gì về làng viên cá. Phát hiện của Vũ Hạo là gặp nạn, làng cũng là không chút sở dự phóng mạnh Hoàng Kim Long Thương ra. Trong tiếng rít chói tai, Hoàng Kim Long Thương mang theo quang ảnh kim long xé rách không gian công kích một con làng viên, nhưng nó chỉ là khinh thường liếc nhìn Thu Nhi. Choang một tiếng, Hoàng Kim Long Thương như là đâm vào bức tường thép không thể phá vỡ, chẳng hề tạo ra thương tổn nào cho con làng viên cá. Hào quang hắc tử dưới đất nháy mắt là bốc lên. Không! Thu Nhi là quát to. Kim quang mãnh liệt từ cơ thể của làng tuôn ra, đôi mắt đỏ như máu, hồn hoàn từ sáu phát động, kim lòng thị huyết. Cơ thể của nàng đã là sáng như là một mặt trời, không ai nhìn thấy rõ. Trên cơ thể của Vũ Hạo, một luồng ánh sáng màu cam trù ra. Tiểu Tuyết Lữ sắc mặt là nghiêm nghị, thân hình lóe lên ra sau lưng của Vũ Hạo, cơ thể nhanh chóng hóa hình lớn lên trở thành hình dạng tuyết đế. Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, một luồng ánh sáng màu cam rực rỡ bao phủ cơ thể của Vũ Hạo. Dù vậy, năng lực của Tuyết Lữ phải là phụ thuộc vào Vũ Hạo. Hiện tại hắn đang bị áp chế kinh khủng, làng dốc toàn lực vẫn là như là muối bỏ biển. Vũ Hạo hít sâu, hắn biết rằng muốn toàn vẹn trở ra là không có khả năng, nhưng hắn không sợ. Nhờ Tuyết Lữ tạm thời ngăn cản hắc tử một lát, hắn có thể thi triển ra năng lực. Băng hoàng hộ thể phát động, vận mệnh nhãn mở ra, linh hồn đang bị thương cũng là được điều động. Tinh thần lực khủng bố kết hợp với hồn lực bản thân, khí tức của Quan Lâm Thiên Hạ phát tán, Đường Tuyết Đế trợ giúp ngạnh kháng võ hồn dung hợp kỹ kia. Hắn tin rằng mình đủ sức sống sót đợt đợi Thu Nhi giải quyết chúng nó. Ngay khi hắn quyết tâm liều một phen, thì là một quang ảnh kim sắc bất chợt là xuất hiện ra trước mặt, ôm vào lồng ngực, chán chạm nhau, nghe được tiếng thở, lực lượng mạnh mẽ vô cùng là bao trùm lấy cơ thể của hắn. Kim sắc hóa thành những cái vảy sắc bén bao phủ lấy đầu, ngực của Vũ Hạo rồi trải rộng ra khắp người. Sức mạnh cường đại sôi sục toàn thân, uy áp khủng bố nháy mắt là giảm đi. Thân thể của Vũ Hạo là phủ một bộ giáp kim sắc, trên ngực là một hoa văn đầu rồng, mũ giáp kín mít cũng là hình đầu rồng, vảy rồng che phủ khắp người. Vũ Hạo hét lên, Tuyết Lữ trở về, giáp trụ phóng ra kim quang phòng ngự, phá tan áp lực, long ngầm vang vọng.